Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968228889. Vậy thì với những quý anh chị chúng ta đang muốn tìm mua một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, có khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất trong phân khúc của mình, thì em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một sản phẩm rất đặc biệt đến từ thương hiệu Toyota. Đó chính là một chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 HV Hybrid sản xuất năm 2020. Thì có thể nói là công nghệ hybrid thì gần như là chúng ta chỉ thấy xuất hiện trên những chiếc Lexus thôi. Nhưng ngày hôm nay với một mẫu xe đời cao, form dáng thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ và nhiều tính năng, thì Toyota cũng mang cho chiếc xe này với công nghệ hybrid, với một cái động cơ xăng kết hợp với motor điện, giúp cho chiếc xe này có thể nói là gần như đạt một cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà đến kể cả những chiếc Morning i10 các bác thể thấy còn phải là ngưỡng mộ. Đầu tiên thì các anh chị thì nhìn ra em, theo công bố nhà sản xuất thì chiếc xe này nó chỉ tiêu thụ có 4,2 lít trong 100 km hỗn hợp, có đường ngoài đô thị nó ăn có 4,5 lít xăng thôi các anh chị nhá. Quá tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Cái phiên bản này thì khi mới thì chúng ta phải bỏ ra một cái con số lên tới gần 1 tỷ để có thể lăn bánh nó ở trên đường đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì chiếc xe này thì em Việt đang chào bán cho các bác chúng ta với con số là dưới 800 triệu. Xe lăn bánh chuẩn 6 vạn và tất cả tình trạng xe thì em Việt cam kết với các anh chị là nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Bao check test chính hãng toàn quốc để các anh chúng ta có thể yên tâm khi các anh chúng ta lựa chọn của sản phẩm tại kênh YouTube Việt Xế Chất. Chiếc xe này thì lốp dự phòng còn chưa một lần chạm đất. Vậy thì chất lượng chi tiết cũng như là những option chỉ là tính năng mà chiếc xe mang lại cho người tiêu dùng nó như thế nào, thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em Việt dành ít phút để đánh giá chất lượng của chiếc Corolla Cross Hybrid 2020 đang có mặt tại showroom của em Việt các chị nhé. Đầu tiên thì so với những cái phiên bản khác thì cái điểm mà chúng ta thấy mang lại sự khác biệt của cái phiên bản này đó là các cái chi tiết với cái màu xanh. Đấy, từ logo các anh chị có thể quan sát giúp em này, nó thêm những chi tiết màu xanh nhé. Đấy, có nghĩa là công nghệ động cơ xanh chỉ có ở trên những cái phiên bản này thôi. Hệ thống đèn hậu thì đây các bác có thể thấy là xe được trang bị với những giải đèn LED kết hợp với bóng đèn halogen. Phải nói là những cái sản phẩm của Toyota đời mới bây giờ thì các bác có thể thấy là từ thiết kế cho đến kể cả tính năng công nghệ option nó đã thay đổi hoàn toàn, nó không hề kém cạnh so với cả những chiếc xe đến từ các thương hiệu của Hàn. Và độ zin thì các bác có thể nhìn với em này. Đấy, tất cả tình trạng các bác nhìn nhé, từng mép này không một khe hở. Đây, rất liền lạc đúng không ạ? Kể cả chi tiết nhựa các anh chị nhìn với em nó cũng không một tí vết. Xe còn rất mới luôn nhá, chạy chuẩn có 6 vạn thôi. Và các bác nhìn ra em các chi tiết này, nhựa của nó này, đó, ở phần cản sau nhá, cũng có thêm những cái điểm chi tiết màu xanh tạo điểm nhấn. Và đây là cái công nghệ hybrid, chúng ta sẽ có cái logo của nó ở đây. Đó. Và em mở luôn các chị em ta phần cốp để các chị em ta có thể thấy độ rộng rãi mà chiếc xe này nó mang lại cho các bác. Đó, thì đây đó, chỉ các anh chị có thể nhìn cho em. Chiếc xe này mang đến chúng ta với một không gian cốp phải nói là các bác có thể thấy là rất rộng để chúng ta có thể là tha hồ để đồ. Và độ mới của nó thì các anh chị nhìn cho em này. Đấy, đầu tiên chúng ta thấy độ zin nhé, các vệt đính tán này ở khu vực phần máng nước. Đấy, tất cả từng con ốc cốp không một vết vặn đúng không ạ? Và đây các anh chị cũng thể quan sát cho em, bao check test chính hãng luôn nhá. Một lỗi nhỏ thì em Việt hoàn tiền cho các anh chị ta 100%, ok chưa ạ? Kể cả các chi tiết nhựa bên trong thì các anh chị thể thấy là chủ nhân cũ người ta đi cũng rất là giữ gìn này, người ta không để lại những vết bẩn. Và phía dưới là chúng ta có lốp dự phòng nhá. Và đây các bác thấy gần như đây chưa một lần sử dụng vẫn còn nguyên những vạch sơn đánh dấu từ trong hãng ra, phải nói là nó còn quá mới luôn đúng không ạ? Các chi tiết và bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị nhá. Và đây các bác nhìn em tiếp tục cái đèn hậu bên phía phụ này, nó cũng không một tí vết luôn. Anh nghĩ đường mép, cái này là bột đánh bóng này. Đấy, đây các anh chị nhìn này, đường mép này. Đấy, vâng, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn với cái phần ngang như này, thì các bác có thể thấy là xe được trang bị bộ la răng đa chấu phay, thiết kế rất đẹp mắt với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Ngoài ra thì trên phiên bản này các bác có thể thấy là còn được tích hợp xi nhan là giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu, cam 360 độ vòng quay xe nhá. Đấy, và các anh chị nhìn cho em này, cái đường liền lạc, những đường mép cánh cửa này nó phải phẳng và thẳng tắp tắp như này. Đấy, điều này chứng tỏ cho xe là không bị đâm đụng, không bị va chạm đúng không ạ? Và chúng ta thấy là kể cả cái cụm phanh bên trong nhá, đây la răng này, các anh chị thấy chủ nhân cũ người ta đi người ta cũng không để lại một vết xước sát gì luôn. Đấy, và từ cái cụm phanh bác nhìn cho em nó vẫn còn trắng màu pho và vẫn còn những cái vạch sơn từ trong hãng đi ra, quá ok luôn đúng không ạ? Tiếp tục thì chúng ta có thể đến với cái phần đầu của chiếc xe. Thì các bác có thể thấy là chiếc Cross có một cái thiết kế thực sự là đẹp mắt và tinh tế hơn các sản phẩm của Toyota ngày xưa rất là nhiều. Chúng ta có một cái đèn bi siêu sáng bên trong với một và
đặc biệt là chúng ta còn một cái giải đèn LED định vị ban ngày này. Đây các bác thấy. Đấy, rất là rõ nét đúng không ạ? Và đương nhiên với phiên bản hybrid thì bên trong nó sẽ có những ánh xanh như này, các chi tiết như màu xanh để phân biệt với các phiên bản khác. À, phía trước thì xe cũng được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm với chị nhá. Đấy, cam 360 độ rồi. Vâng, các chị có thể ngắm chọn cho em cái phần đầu của chiếc Toyota Corolla Cross 2020. Tuyệt đẹp luôn. Đấy, và tiếp tục thì các anh chị cũng có thể quan sát cho em bên phía này nhá. Đấy, phải nói là không chê vào đâu được đúng không ạ? Đó, và một chiếc xe gầm cao 5 chỗ mà giá tiền thì nó và mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì thực sự là đến kể cả những chiếc Morning E10 cũng còn phải ngước nhìn. Vậy thì tổng thể sơn si bên ngoài của xe thì thực sự là còn rất là đẹp. Gần như là các anh chị ta về các bác không phải làm gì hết nhá. Con này sơn si nguyên bản còn khá là nhiều đấy ạ. Vậy thì đó là ngoại thất của chiếc Toyota Corolla Cross. Bây giờ thì để giúp các chị ta đánh giá chất lượng chi tiết hơn thì em mời các anh chị ta mở cửa và đi vào nội thất bên trong của xe nhá. Vâng, có thể nói giống như ngoại thất thì nội thất bên trong của chiếc Toyota Corolla Cross cũng mang đến cho chúng ta một cái sự trẻ trung, năng động và hiện đại hơn hẳn. Và thực sự là những sản phẩm của Toyota bây giờ thì các anh chị thể thấy là bắt đầu biết chiều người dùng với rất là nhiều tính năng và công nghệ các anh chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp và nó được tích hợp thêm rất là nhiều những tính năng an toàn này, cảnh báo lệch làn đường này, cảnh báo tiền va chạm này, có tính năng ga tự động cruise control được chưa ạ? Và giới hạn tốc độ lim rồi. Ngoài ra thì đây các bác có thể thấy là xe bên này chúng ta có điều khiển giọng nói, nghe thoại rảnh tay nhá. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng hãng này. Đấy, các bác có thể là đem đi check hãng thoải mái giúp em. Đấy, đèn auto và gạt mưa auto. Và một cái điểm mà các chị có thể thấy ở đây đó chính là cái cụm đồng hồ. Thì với cái phiên bản HV này thì chúng ta sẽ có một cái để mà chúng ta biết là xe nó đang sử dụng động cơ điện. Đấy, thì đây, đó là cái đồng hồ bên phía trái này. Đấy, có nghĩa là khi mà các chị chúng ta chạy ở giải tốc độ dưới 50 km/h thì chủ yếu là xe nó sẽ sử dụng động cơ điện. Đấy, vâng, và các bác có thể thấy cái độ tĩnh lặng, độ êm ái mà cái động cơ điện này nó mang lại. Và trong cái trường hợp mà chúng ta chạy trên cái giải tốc độ đó hoặc khi mà cái pin dự trữ năng lượng nó yếu thì chiếc xe này nó sẽ tự động kích hoạt cái động cơ xăng. Đấy, giúp sạc pin cũng như là hỗ trợ để mà chúng ta có thể di chuyển với giải tốc độ cao hơn. Đó. Ngoài ra thì ở đây các chúng ta có thể thấy là xe còn được trang bị một cái màn hình giải trí khá là to. Đấy, và tích hợp cả cam 360 độ các chị nhá. Đấy, tích hợp cả cam 360 độ cực kỳ là rõ nét. Mà khi chúng ta vào số lùi thì đây em ngồi lên thì các bác có thể theo dõi này. Đấy, chúng ta đấy, vâng, đó thì các bác có thể thấy khi mà số lùi thì chiếc xe này nó sẽ tự động hiển thị cam 360 độ vòng quanh xe rất là rõ nét. Đó, để các chị chúng ta có thể là quan sát được những điểm mù. Rất nhiều tính năng công nghệ. Đấy, phía này là chúng ta có thể thấy là xe được trang bị đèn nổ start top này. Hệ thống điều hòa của xe thì ở đây các bác có thể thấy là nó được trang bị là hai vùng rồi nhá. Đấy, hai vùng rồi. Đó, hai vùng độc lập. À, tablo thì các bác có thể thấy là thiết kế cũng khá đẹp mắt và đặc biệt là có thêm những cái chi tiết da màu nâu. Đấy, may chỉ tạo điểm nhấn khá là sang, kết hợp với cái chi tiết nhựa bóng piano. Đó, rất đẹp luôn. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn có gương chậu chống chói này, trần nỉ đen vì xe này nó được nhập nguyên con Thái Lan về, phải lắp ráp tại Việt Nam. Và có cả cửa nóc nữa. Vâng, rất nhiều tính năng công nghệ đúng không ạ? Đây, ghế da bên phía phụ thì các bác có thể quan sát giúp em nhé. Nó vẫn còn mới như này. Đấy, từ cái má ghế này. Đó, từ cái má ghế. Vâng, bao zin nguyên bản cho các chị từ A-Z nhé. Bao zin nguyên bản toàn tập cho các chị từ A-Z. Đấy, và mức công tơ mét thì đây, chuẩn của nó là 6.3 nhé. Full lịch sử bảo dưỡng hãng, các chị có thể đem đi check hãng thoải mái giúp em. Đó. Đấy, ở đây thì các chị ta có thể là chỉnh cái đèn này. Đấy, đèn auto này, hay là chỉnh độ sáng của cụm màn hình nhá. Đấy, cụm màn hình này. Đấy, các chi tiết cửa gió điều hòa thiết kế cũng rất là hiện đại. Và độ zin thì đây. Đấy, quay cho các anh chị chúng ta từng cái chi tiết bản lề này. Đó, các bác có thể thấy nguyên zin nguyên bản, không một vết vặn. Đúng không ạ? Đấy, tapi cánh cửa, chủ nhân cũ của người ta đi cũng rất là giữ gìn. Nó gần như là không một vết xước sát luôn các bác nhá. Đấy, xe được trang bị với gương kính chỉnh điện mà có gập gương tự động rồi. Đấy, và keo chỉ thì cam kết các bác là không 1 cm nào luôn. Đấy, và chúng ta tiếp tục sang bên phía này thì bác thấy từ em từ cái móc khóa này, từ nóc bản lề này. Đấy, hay là đây tem mác nhá, con này là sản xuất tại Thái Lan và nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về, năm sản xuất 2020, được chưa ạ? Đó, và tiếp tục thì mời các chúng ta thể đi về với cái hàng ghế thứ hai. Thì quý anh chị chúng ta thể thấy là chiếc xe này nó còn mang đến chúng ta với không gian hàng ghế sau rất là rộng rãi, đúng không ạ? Đủ chỗ để các bác chúng ta ngồi 3 người lớn thoải mái, 3 người lớn nhá. Và ghế da hàng sau cũng còn rất là mới này. Đấy, các bác thấy là gần như là chủ cũ chỉ đi hàng ghế trước thôi. Đấy, đây là nó đẹp long lanh như này. Đấy, gần như là
xuất hiện rất ít vết nhăn nhá, rất mới luôn. Đấy, mà màu ghế da bò cao cấp này thì nhìn nó sang đúng không ạ? Phía sau chúng ta còn có cửa gió điều hòa và cổng cắm sạc ở phía dưới này. Đấy, phần trần đây rất sạch đẹp luôn nhá. Đó, và các bác có thể thấy giùm em này, tắp kính cửa này. Quên mất là chiếc xe này nó còn được trang bị là ghế lái là chỉnh điện các anh chị nhá. Đây, ghế lái chỉnh điện các bác này. Đó, và chi tiết má ghế lái đây các bác thấy. Cũng còn rất là ổn đúng không ạ? Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi sang phía bên này để các anh chị chúng ta có thể kiểm tra giúp em cái tình trạng của xe nhé. Quá tuyệt vời luôn. Đó, căng đét đúng không ạ? Bên này cũng vậy này. Đấy, rất kỹ để cho các anh chị chúng ta có thể là đánh giá được cái tình trạng chất lượng của xe nó như thế nào. Đây. Đấy. Vâng, phải nói là nội thất bên trong của xe thực sự là còn rất là mới. Vậy thì bây giờ để giúp các anh chị chúng ta đánh giá tình trạng chất lượng kỹ hơn thì em sẽ mở lắp capo, chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của xe nhé. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ máy 1.8 của chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản HV. Cái khối động cơ này nó cũng có một vài sự khác biệt so với cả cái khối động cơ của những cái phiên bản thường. Thì dù là được trang bị động cơ máy là 1.8 nhưng mà công suất của xe này do là nó được trang bị thêm một cái motor điện hỗ trợ nên là Toyota họ giới hạn cái công suất của chiếc xe với động cơ xăng này chỉ rơi vào khoảng 97 mã lực. Điều này nó sẽ giúp cho động cơ xăng tỏa ít nhiệt hơn và nó sẽ bền bỉ hơn so với những cái động cơ ở những phiên bản thường các chị nhá. Và đương nhiên thì độ zin nguyên bản các bác có thể nhìn giùm em này. Con này thì bao zin toàn tập các anh chị từ A đến Z nhá. Đây các bác nhìn giùm em này, từ răng dần cò này, từng con ốc được chưa ạ? Đấy, và máy vẫn còn trắng phau phau. Đấy, quá mới luôn. Nói chung là 2020 thì không có từ gì để chê các anh chị ạ. Đấy, cabo các bác có thể thấy giùm em nhá. Đây, không một vết vặn này. Đấy, các chi tiết các bác có thể quan sát giùm em. Đó, phần đầu răng của nó này. Đấy, các anh chị có thể nhìn giùm em nhá. Siêu mới luôn. Đây. Đấy, bao check test thoải mái để các bác có thể là yên tâm về chất lượng của chiếc Toyota Corolla Cross này. Vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 HV 2020 đang có mặt tại showroom của em Việt. Và với mức giá em đang chào bán dành cho em nó chỉ có 780 triệu đồng thôi. Quý anh chị làm ta yêu mến quan tâm tới phiên bản siêu tiết kiệm nhiên liệu này thì xin mời các anh chị chúng ta có thể trực tiếp nhấc máy và alo cho em Việt theo hotline là 0968228889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này các chị nhé. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.